chương 1471, dị lưu thế lực hủy diệt hai Kình thiên kiếm phái ba vị trưởng lão. Kình thiên kiếm phái thế nhưng ra tới, tên kia nữ tử thế nhưng đã bị thích trưởng lão thu làm đệ tử. Cái kia nữ tử là kình thiên kiếm phái đệ tử, kình thiên kiếm phái không có khả năng nhìn nàng bị giết đi. Đương thích trưởng lão thanh âm vang lên, mọi người đầy mặt kinh ngạc. Chư vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão. Bất quá thực mau, chung quanh sở hữu gia tộc thế gia, vội vàng hướng tới kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão cung kính mà hô. Ân. Kình Thiên kiếm phái ba gã trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Tinh Thần. Thích trưởng lão. Tống biển nhìn đến Thích trưởng lão cùng Kình Thiên kiếm phái một chúng trưởng lão cường giả lại đây, trên mặt lộ ra kích động mà thần sắc, vội vàng rống lớn nói. Thích trưởng lão nhìn nàng một cái, chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Nhậm Tinh Thần. Các ngươi muốn ngăn cản ta báo thù? Nhậm Tinh Thần nhìn đến một chúng cường giả bay qua tới, sắc mặt khẽ biến, trầm khuôn mặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Vị tiểu huynh đệ này báo thù, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản ngươi, mạo muội hỏi một câu, không biết tiểu huynh đệ có hay không gia nhập cái khác thế lực. Thích trưởng lão đầy mặt mỉm cười hướng tới nhậm tinh thần hỏi. Ân, kình thiên kiếm phái đây là có ý tứ gì? Bọn họ muốn mượn sức thanh niên này gia nhập. Ngoại tào, nếu thanh niên này thật sự gia nhập kình thiên kiếm phái, hơn nữa hắn hôm nay tiêu diệt ngô tộc, nhất định nổi danh tứ phương. Chung quanh một đám người nghe được thích trưởng lão nói, sắc mặt cả kinh, ánh mắt gần nhìn chầm chầm nhậm tinh thần. Ta có tông môn nhậm tinh thần chần chờ một chút mặt vô biểu tình nói có tông môn hắn những lời này lệnh tình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão hơi hơi nhíu mày có chút thất vọng không biết là cỡ nào tông môn mới có thể đủ bồi dưỡng ra như thế kiệt xuất đệ tử chắc là cuồn cuộn khu vực kia mấy cái thế lực lớn đi bên cạnh một người trưởng lão chậm rãi hỏi không có phương tiện báo cho nhậm tinh thần nhìn bọn họ không giấu vết nhíu mày ngươi ngươi không phải chạy trốn tới lưu hải khu vực sao ngươi như thế nào sẽ gia nhập thế lực lớn một bên vị trí tống biển nghe được hắn nói sắc mặt âm tình bất định quát lớn cùng ngươi một cái người sắp chết có cùng quan hệ nhậm tinh thần nghe được nàng tiếng quát trong mắt tràn ngập sát khí quát lưu hải khu vực nhưng mà tống biển nói lệnh kình thiên kiếm phái cùng với chung quanh một chúng gia tộc thế gia hơi hơi sửng sốt lưu hải khu vực cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé ở nơi đó giống như động hư lục giai đó là người mạnh nhất vị tiểu huynh đệ này gia nhập chính là lưu hải khu vực thế lực một người lão giả ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, đầy mặt miễn cười hỏi. Nhậm tinh thần quét bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì. Hắn không nói lời nào, này càng thêm làm ba cái sống hơn một ngàn năm trưởng lão xác định. Tiểu huynh đệ, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, không phải ngươi bậc này thiên kiêu đại địa phương, ngốc tại nơi đó, chỉ biết hạn chế ngươi tăng lên. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta kình thiên kiếm phái, đến lúc đó, lấy ngươi thiên tư, chúng ta tông chủ sẽ tự mình chỉ đạo ngươi, thế nào? Thích trưởng lão đầy mặt miễn cười hướng tới nhậm tinh thần nói không cần, ta sẽ không phản bội ta tông môn. Nhậm tinh thần mặt vô biểu tình trả lời nói. Tiểu huynh đệ, ngươi ngốc tại lưu hải khu vực, suốt cuộc đời cũng rất khó đạt tới động hư lục giai thất giai, nhưng ở cuồng cuộn khu vực liền không giống nhau. Hải trọng nhậm cá du, trời cao mặt chim bay, gia nhập kình thiên kiếm phái, có động hư thất giai cường giả chỉ đạo, nơi này mới là ngươi sân khấu. Bên cạnh một cái gia tộc tộc trưởng lấy lòng ở một bên hướng tới nhậm tinh thần khuyên. Thỉnh chư vị, không nên ngăn cản ta báo thù nhậm tinh thần không có trả lời tên kia tộc trưởng nói lại lần nữa nâng lên trong tay lợi kiếm nhàn nhạt nói nhìn đến nhậm tinh thần kiên quyết bộ dáng ba gã trưởng lão hơi hơi nhíu mày nhậm tinh thần ngươi dám trưởng lão thích trưởng lão cầu xin ngươi cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta tống gia tống biển nhìn đến nhậm tinh thần nâng lên trong tay lợi kiếm đầy mặt hoảng sợ vội vàng hướng tới thích trưởng lão quỳ xuống tới lớn tiếng khẩn cầu giả chung quanh mọi người gia tộc thế lực nhìn qua trong mắt lập lòe vị tiểu huynh đệ này Tống Nguyễn là chúng ta Kình Thiên kiếm phái đệ tử, ngươi không thể giết nàng. Giết hại các ngươi gia tộc kẻ thù, ngươi cũng đã chém giết, Tống gia có hay không tham dự tiến vào ngươi cũng không xác định, cho chúng ta Kình Thiên kiếm phái một cái mặt mũi, cứ như vậy tính. Thích trưởng lão ánh mắt quét quét chung quanh, hướng tới Nhậm Tinh thần nhàn nhạt nói. Nhìn đến không có đây là gia nhập Kình Thiên kiếm phái vô hình bên trong mang đến chỗ tốt, nhi tử, ngươi nhất định phải gia nhập đi vào. Này Tống gia vận khí thật đúng là hảo, Tống gia một cái nữ nhi trước tiên bị Thích trưởng lão thu làm đệ tử hiện tại cứu bọn họ toàn bộ gia tộc mệnh. Kình Thiên Kiếm Phái là có tiếng bên vực người mình, đây cũng là rất nhiều người liều mạng gia nhập Kình Thiên Kiếm Phái nguyên nhân. Chung quanh, sở hữu gia tộc thế gia nghe được thích trưởng lão nói, trên mặt tràn ngập tươi cười. Kình Thiên Kiếm Phái tuyển nhận đệ tử, có thể hấp dẫn nhiều như vậy gia tộc thế gia đã đến, không chỉ là bởi vì này thế lực khá lớn, thực lực tương đối cường. Còn có một nguyên nhân là bên vực người mình. Trở thành Kình Thiên Kiếm Phái đệ tử, ở phạm vi 1.000 km nội, ngươi liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Cho dù là ở bên ngoài phạm sai lầm, thậm chí giết người, cũng chỉ có kình thiên kiếm phái bên trong có thể thẩm phán, cho dù là địa phương thành chủ đều không có tư cách. Tiến vào bên trong sẽ có lòng trung thành. Tuy rằng kình thiên kiếm phái kiêu ngạo ương ngạnh đệ tử rất nhiều, nhưng này cũng lệnh rất nhiều người hướng tới. Các ngươi, muốn ngăn cản ta báo thù. Nhậm tinh thần nghe được nàng lời nói, sắc mặt hơi hơi có chút nang kham. Chúng ta chỉ là làm ra một cái công đạo phán quyết. Thích trưởng lão nhàn nhạt nói. Phán quyết. Ta toàn tộc bị diệt, yêu cầu các ngươi tới phán quyết. Nhậm tinh thần thân mình có chút run rẩy, sắc mặt có chút dữ tợn hỏi. Làm sao vậy? Chúng ta trưởng lão nói cái gì, chính là cái gì? Lúc này, ở ba gã trưởng lão phía sau vị trí, một người khí vũ hiên ngang thanh niên trực tiếp đứng ra, lạnh lùng nhìn chầm chầm nhậm tinh thần. Làm kình thiên kiếm phái thanh niên một thế hệ đại sư huynh, nhất kiệt xuất đệ tử, tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử vừa rồi ở nhìn đến ba gã trưởng lão như thế khách khí mời chào một người so với hắn còn muốn yêu nghiệt thanh niên khi, sắc mặt liền có chút khó coi. Một khi nhậm tinh thần thật sự gia nhập kình thiên kiếm phái, kia hắn đại sư huynh vị trí liền khó giữ được. May mắn chính là, đối phương không có đồng ý. Hiện tại xem ra hắn cũng dám chất vấn trưởng lão, trong lòng đã sớm khó chịu hắn trực tiếp đứng ra. Chúng ta trưởng lão xem ngươi là nhân tài đáng bồi dưỡng, mới như thế khách khí cùng ngươi nói chuyện với nhau, ngươi thật đúng là đương chính mình là một người tuyệt thế cường giả. Hắn hướng tới nhậm tinh thần tiếp tục nói hảo hảo nhậm tinh thần nhìn đến thanh niên trào phúng nắm chặt trong tay trường kiếm sắc mặt âm trầm quét, quét quét kình thiên kiếm phái cùng tống tộc mọi người như thế nào mang theo như thế trọng sát ý còn muốn đem chúng ta kình thiên kiếm phái cũng coi như ở bên trong thanh niên nhìn đến vương tiên âm trầm sắc mặt trào phúng nói hô hôm nay sự ta nhớ kỹ tương lai còn dài nhậm tinh thần thật sâu mà hít một hơi đem trường kiếm để vào bên trong vỏ xoay người rời đi tiểu tử chúng ta kình thiên kiếm phái, không thích người khác uy hiếp. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một người trưởng lão lạnh băng thanh âm. Tấu chương xong. Chương 1472, nhị lưu thế lực hủy diệt ba. Tiểu tử, chúng ta kình thiên kiếm phái, không thích người khác uy hiếp. Một thanh âm, đến từ chính thích trưởng lão trong miệng. Thanh âm vang lên thời điểm, nhậm tinh thần thân mình cứng đờ, cúi đầu sắc mặt có chút dữ tợn. Ân. Chung quanh mọi người cũng là sắc mặt hơi kinh hãi, ánh mắt lập lòe nhìn về phía ba gã kình thiên kiếm phái trưởng lão tống uyển cùng với tống tộc mọi người trong mắt càng là hiện lên một tia hưng phấn thần sắc thích trưởng lão cùng mặt khác hai gã nhìn nhau liếc mắt một cái hiển nhiên đã làm quyết định nhậm tinh thần thái độ bọn họ xem ở trong mắt này làm bọn hắn phi thường khó chịu trong lòng nảy sinh sát ý nhậm tinh thần thực lực cùng yêu nghiệp thiên phú bọn họ xem ở trong mắt nguyên bản bọn họ muốn mời này gia nhập kình thiên kiếm phái nếu như hắn đồng ý gia nhập cho dù là hắn đem tống gia tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng này không muốn gia nhập kình thiên kiếm phái, hơn nữa lấy như thế thái độ rời đi, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đem chi thả chạy. Cái này yêu nghiệt thiên kiêu, có thể ẩn nhẫn hai năm, thực lực tăng nhiều lúc sau tiến đến tiêu diệt giết hại gia tộc bọn họ ngô tộc cùng tống tộc. Đó có phải hay không nếu như có một ngày, thực lực của hắn có điều tăng lên, có thể hay không đối kình thiên kiếm phái tiến hành trả thù. Này cũng không phải không có khả năng sự tình. Vì ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, bọn họ chuẩn bị đem chi tiêu diệt. Yêu Nghiệt cũng hảo, Thiên Kiêu cũng thế, thì tính sao? Ở không có trưởng thành lên phía trước, ở bọn họ trong mắt chính là một cái nho nhỏ con kiến. Huống chi, cái này Thiên Kiêu cũng không có một cái cường đại chỗ dựa. Nếu như đối phương có được một cái cường đại tông môn, bọn họ khả năng còn sẽ sợ hãi một ít. Nhưng là hiện tại sao? Một cái từ Lưu Hải khu vực tới Thiên Kiêu, gia nhập chính là Lưu Hải khu vực, nói câu tự đại nói, bọn họ không chỉ có có thể đem nhậm tinh thần tiêu diệt cho dù là tiêu diệt hắn sau lưng tông môn, cũng là dễ như trở bàn tay. Đây là bọn họ kình thiên kiếm phái tự tin. Nhậm tinh thần thân mình có chút cứng đờ chuyển qua đi, sắc mặt nang kham nhìn về phía kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão, thật sâu mà hít một hơi. Ba vị trưởng lão, các ngươi đây là muốn diệt trừ ta sao? Hắn sắc mặt nang kham hỏi, ánh mắt lập lòe nhìn quét chung quanh. Chúng ta kình thiên kiếm phái không thích phiền toái, cũng không nghĩ về sau đồ thêm phiền toái. Thích trưởng lão nhàn nhạt nhìn chầm chầm nhậm tinh thần, trong miệng nói các ngươi thật đúng là bá đạo nha, ta muốn báo thù, đề cập đến các ngươi tông môn đệ tử, các ngươi không đồng ý. Hiện tại, ta muốn ly khai, kết quả còn muốn đem ta lưu lại nơi này, thật là hảo bá đạo nha. Nhậm tinh thần cắn răng, sắc mặt nang kham nói. Là chính ngươi kiêu ngạo, là ngươi tìm chết, cũng dám ở kình thiên kiếm phái mở ra tông môn tuyển nhận đệ tử thời điểm tìm việc. Tống Nguyễn sắc mặt vui sướng khi người gặp họa hướng tới nhậm tinh thần nói, trong mắt tràn ngập đắc ý. Vài vị trưởng lão, chuyện này căn bản không cần các ngươi ra tay, giao cho chúng ta lê gia đi. Một cái động hư tam giai tiểu tử, tuy rằng thiên tư không tồi, nhưng cũng không cần kình thiên kiếm phái lao sư động chúng, hắn còn không có tư cách này. Lúc này, ở một bên vị trí, một cái lê gia gia tộc tộc trưởng đầy mặt tươi cười đi ra. Hắn nhìn nhậm tinh thần, trong mắt có kinh diễm, có đồng tình, còn có một ít lạnh nhạt. Nếu nói, có thể ra tay chém giết một cái tiểu tử, lệnh kình thiên kiếm phái thừa bọn họ một ân tình nói, kia quả thực quá đáng giá. Hơn nữa từ vừa rồi nói chuyện với nhau chung, bọn họ cũng hoàn toàn hiểu biết đến, nhậm tinh thần tuy rằng thực lực yêu nghiệt, nhưng sau lưng lại không có chỗ dựa. Giết cũng liền giết. Thích trưởng lão, chúng ta minh gia cũng nguyện ý đại lao. Ba vị trưởng lão, chuyện này kêu cho chúng ta triệu gia đi, cũng đừng làm cho người ta nói, kình thiên kiếm phái khi dễ một cái tiểu tử. Tên kia lê gia tộc trưởng vừa mới nói xong, lập tức lại có mấy cái thế gia cường giả ra tới. Hiển nhiên, đều là muốn lấy lòng nịnh hót kình thiên kiếm phái. Ha ha, tùy tiện các ngươi xử trí, chúng ta kình thiên kiếm phái mặc kệ việc này. Ba gã trưởng lão nhìn đến chung quanh một đám gia tộc cường giả ra tới, cười gật gật đầu. Đã có người hỗ trợ, khi bọn họ cũng không động thủ, miễn cho mang tay mang tiếng. Này mấy cái gia hỏa. Lê gia tộc trưởng nhìn đến lại có ba cái thế lực đi ra, hơi hơi có chút bất mãn, một đám liếm cẩu. Nếu có thể làm chúng ta lê gia một mình liếm thì tốt rồi. Tiểu tử, dám ở kình thiên kiếm phái trước cửa giết người, làm bẩn thánh địa, ta lê gia hôm nay đem ngươi chém giết tại đây dân tộc lê tộc trưởng bàn tay vừa động một cái thật lớn rìu lập tức xuất hiện ở trong tay trên cao nhìn xuống hướng tới vương tiên thẩm phán nói hắn đãi động hư tứ giai cường giả chém giết một cái có được động hư tam giai sức chiến đấu thiên kiêu dễ như trở bàn tay vẫn là làm chúng ta minh gia tới lấy hắn đầu chó đi đúng lúc này bên cạnh minh gia cường giả trực tiếp động lên một thanh lợi kiếm bay thẳng đến nhậm tinh thần công kích mà đi lúc này hắn dường như một cái đợi làm thịt sơn dương tất cả mọi người muốn dẫn đầu đem chi chém giết đáng chết người của hắn đầu là của ta lê gia tộc trưởng thầm mắng một tiếng thân hình vừa động giơ lên trong tay rìu lớn bay thẳng đến nhậm tinh thần chém tới ha ha hy vọng ngươi tiểu tử này có thể chống đỡ bọn họ nhất chiêu chúng ta cũng tới một cái khác thế lực cũng không cam lòng lạc hậu một người động hư tứ giai cường giả trực tiếp ra tay tiểu tử này là xong đời đáng tiếc hơn 30 tuổi động hư nhị giai kim thủy song tu thiên tài liền như vậy ngã xuống cũng là gia hỏa này có chút kiêu ngạo chính mình không có bối cảnh gặp được kình thiên kiếm phái các trưởng lão hỏi chuyện, cũng không biết cung kính một ít. Chung quanh một cái mang theo gia tộc đệ tử tiến đến thế gia, thấy như vậy một màn hơi hơi có chút cảm thán, nghị luận, nhỏ giọng nói. Có được động hư tam giai thực lực lại như thế nào, còn không phải bị chém giết, thiên muốn vong ngươi. Tống biển cùng kình thiên kiếm phái đại sư huynh tràn ngập hưng phấn mà nhìn một màn này. Nhậm ngươi phong hoa tuyệt đại, thiên tư yêu nghiệt, đắc tội cường đại thế lực, cũng muốn chết. Như thế bá đạo thế lực, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, Vương Tiên đứng ở một nghìn mét tả hữu nơi xa, thấy như vậy một màn, trong mắt có chút rét rung. Nhậm tinh thần chẳng qua là tới báo thù thôi, không có chút nào đắc tội kình thiên kiếm phái chỗ, lại phải bị kình thiên kiếm phái chém giết. Ha hả, thực lực cường, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Vừa lúc, nguyên bản yêu cầu tìm một chỗ định ra tới, liền nơi này. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt hướng tới một bên ngao kiếm ý bảo một chút. Ngao kiếm chậm rãi gật gật đầu, hướng tới bên cạnh vài tên thủ hạ hạ đặt mệnh lệnh. Ken 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 lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Chết đi, ngươi đầu người là của ta. Trung ương vị trí, Lê Gia tộc trưởng đầy mặt giữ tận hướng tới nhậm tinh thần quát, trong tay rìu lớn chém tới. Còn rất nhanh. Mặt khác ba gã động hư tứ giai cường giả hơi hơi nhíu mày, trong tay tốc độ cũng nhanh hơn. Các ngươi. Nhậm tinh thần cắn chặt hàm răng, tràn ra một tia máu tươi, đôi mắt hơi hơi có chút huyết hồng. Bất quá, đương hắn sau khi nghe được phương truyền đến lợi kiếm tiếng động thời điểm, căng chặt thần kinh nhẹ nhàng một ít chết chính là các ngươi. Tấu chương xong. Chương 1473, dị lưu thế lực hủy diệt 4. Chết chính là các ngươi. Nhậm tinh thần phía trước, Lê Gia tộc trưởng một chúng bốn gã động hư cấp bậc cường giả, lấy một loại cực hạn tốc độ công kích mà đi. Bọn họ bốn người, giống như bác lão thử miêu giống nhau, muốn cái thứ nhất chém xuống nhậm tinh thần đầu. Bất quá, khi bọn hắn vừa mới vọt tới giữa không trung thời điểm, một đạo lạnh băng thanh âm truyền đến. Thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, dường như lợi kiếm va chạm phát ra thanh âm giống nhau. Ai? Vọt tới trước mà đi lê gia tộc trưởng nháy mắt cảm ứng được một cổ khủng bố mũi nhọn xông thẳng chính mình trái tim, lệnh phía trước hướng thân hình sắc mặt khẽ biến, vội vàng hướng tới chung quanh quét tới. Mặt khác ba gã động hư tứ giai cường giả cũng là sắc mặt khẽ biến, lộ ra cảnh giác thần sắc. Cẩn thận. Mà ở lúc này, đứng ở phía sau, đầy mặt ngạo nghễ nhìn này hết thảy kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão nhìn đến bốn gã kim sắc bóng dáng, sắc mặt khẽ biến. Ân. Chung quanh, tụ tập ở phụ cận năm sáu ngàn người, hai ba mươi cái gia tộc thế gia mọi người hơi kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Có bốn nhân ảnh xông tới. Một người động hư ngủ dai cường giả trên mặt lộ ra ngưng trọng, trầm giọng nói. Ai? Gia hỏa này đồng lõa sao? Dân tộc lê tộc trưởng bốn người cũng là sắc mặt khẽ biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Phốc phốc phốc. Bất quá, ở bốn người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bốn bính kim sắc giống nhau như đúc trường kiếm đi vào bọn họ cổ chỗ từng tiếng lợi kiếm tiếng vào đầu thanh âm truyền đến, trong khoảnh khắc, bốn viên đầu bay lên. Cái gì? Đương nhìn đến Lê gia tộc trưởng bốn gã động hư tứ giai cường giả bị nháy mắt nháy mắt hạ gục thời điểm, chung quanh mọi người trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Bốn cái tay cầm trường kiếm trung niên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bọn họ tay cầm kim sắc trường kiếm, trường kiếm thượng không có chút nào vết máu. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Bốn người đứng ở nhậm tinh thần trước người, trên mặt không có chút nào biểu tình, dường như một cái cổ máy chết người giống nhau đã tu luyện vô tình kiếm đạo hoàng kim cá kiếm, ở cái này giai đoạn không có chút nào cảm tình. Chỉ có đem vô tình kiếm đạo tu luyện đến đại thành, bọn họ mới có thể đủ thu liễm có được tình. Hảo cường thực lực. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục Lê gia tộc trưởng bốn người, bọn họ bọn họ là động hư ngũ giai cường giả đi. Này này bốn người là cái kia thanh niên người nào? Chung quanh một chúng gia tộc thế gia cường giả cùng đệ tử, nhìn đến Lê gia tộc trưởng bọn họ bị nháy mắt nháy mắt hạ gục, sắc mặt đại biến, đầy mặt kinh dị nhìn bọn hắn chằm chằm mà Lê Gia cùng với vừa rồi ra tay ba người tộc nhân, thấy như vậy một màn sắc mặt biến đổi lớn, nang kham vô cùng. Tống Nguyễn cùng tống tộc mọi người càng là ngẩn ngơ. Tiền bối. Nhậm tinh thần nhìn đến bốn người đứng ở chính mình trước người, tự nhiên biết là vương tiên làm cho bọn họ ra tay. Hắn cung kính hướng tới bốn gã động hư tứ giai hoàng kim cá kiếm cung kính không người tử, cảm tạ nói. Các ngươi là ai? Kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão nhìn đến đột nhiên xuất hiện bốn gã hoàng kim cá kiếm, sắc mặt khẽ biến, lộ ra ngưng trọng thần sắc trước mắt bốn người này, có được động hư ngũ giai thực lực, cùng bọn họ ở vào cùng cái cấp bậc. Vừa mới đi vào cùng cuộn khu vực, liền kiến thức đến một cái như thế bá đạo tông môn, ha hả. Vương Tiên Lăng không chậm rãi đi qua đi, một chúng hoàng kim cá kiếm đi theo phía sau. Ân. Kình Thiên kiếm phái ba gã trưởng lão lập tức hướng tới Vương Tiên nhìn lại, quét quét bên cạnh hắn một chúng hoàng kim cá kiếm, hơi hơi nhíu mày, trong mắt lập lòe lạnh lẽo thần sắc. Chung quanh còn lại người, cũng đem ánh mắt toàn bộ dừng ở Vương Tiên trên người, tràn ngập kinh ngạc các ngươi là cái gì thế lực thích trưởng lão ánh mắt đánh giá vương tiên cùng hắn phía sau sở hữu hoàng kim cá kiếm trầm khuôn mặt hỏi đến từ một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu thế lực vương tiên ngẩng đầu nhìn thích trưởng lão đầy mặt mỉm cười nói đại nhân ngài lại đã cứu ta một mạng nhậm tinh thần nhìn về phía vương tiên cung hạ thân tử cảm tạ nói vương tiên nhàn nhạt lắc lắc đầu lưu hải khu vực thế lực kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão nhướng nhướng mày nhìn nhau liếc mắt một cái lạnh lùng hỏi có thù báo thù, không cần lại đợi, ai nếu là dám trở ngươi, ta tới giết hắn. Vương Tiên không để ý đến ba gã trưởng lão, hướng tới nhậm tinh thần nhàn nhạt nói. Tạ đại nhân. Nhậm tinh thần cảm kích cực cực đầu, lại lần nữa nắm chặt trong tay trường kiếm, ánh mắt nhìn chầm chầm hướng tống tộc vị trí. Ân. Ừ. Kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão nhìn đến Vương Tiên thế nhưng không để ý tới bọn họ, sắc mặt có chút nang kham. Nghe được hắn nói, sắc mặt cũng lạnh băng xuống dưới. Tống tộc mọi người cũng là sắc mặt khẽ biến này cái kia thanh niên là có ý tứ gì đây là muốn cùng kình thiên kiếm bát ti làm gì lưu hải khu vực tới thế lực cũng dám cùng kình thiên kiếm phái kêu khẩu có phải hay không không biết kình thiên kiếm phái cực lực chung quanh một chúng gia tộc thế gia nghe được vương tiên nói hơi hơi sửng sốt kinh ngạc nói nhưng mà ở mọi người ngay người thời điểm đứng ở trung ương nhậm tinh thần lại động lên hắn nắm chặt trong tay trường kiếm bay thẳng đến tống tộc một đám người công kích mà đi thích trưởng lão cứu chúng ta Tống biển nhìn đến Nhậm Tinh Thần trực tiếp công kích mà đến, sắc mặt đại biến, vội vàng kinh hô. Ít ngồi đáy giếng, các ngươi đây là muốn cùng chúng ta kình thiên kiếm phái là địch phải không? Thích trưởng lão nhìn đến Nhậm Tinh Thần trực tiếp công kích mà đi, trên mặt lộ ra sát khí, hướng tới Vương Tiên Lạnh băng chất vấn nói. Một cổ khủng bố sát khí, trực tiếp đánh sâu vào mà đến. Vương Tiên xem đều không có liếc hắn một cái, ánh mắt lẳng lặng nhìn Nhậm Tinh Thần. Tìm chết. Ở một bên trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, bàn tay vung lên, một cái tay kiếm, bay thẳng đến nhậm tinh thần bổ tới. Chạm vào. Sát. Bất quá, ở kình thiên kiếm phái tên kia trưởng lão động thủ nháy mắt, một người hoàng kim cá kiếm cũng động. Trong tay hắn trường kiếm vung lên, trực tiếp trảm toái hắn công kích, hơn nữa, thân hình không có chút nào tạm dừng hướng tới hắn giết đi. Tìm chết, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thế lực, cũng dám khiêu khích chúng ta. Tên kia trưởng lão nhìn đến hoàng kim cá kiếm hướng tới hắn công kích mà đến, đầy mặt phẫn nộ điên cuồng hét lên. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay, bay thẳng đến hoàng kim cá kiếm bổ tới. Động thủ. Thích trưởng lão cũng là sắc mặt khẽ biến, đầy mặt sương lạnh, lạnh lẽo sát khí giống như thực chất, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Cùng tên kia trưởng lão cùng nhau hướng tới hoàng kim cá kiếm công kích mà đi. Ai nếu ra tay ngăn trở, liền giết ai. Phía sau vị trí, một người hoàng kim cá kiếm lạnh băng thanh âm vang lên, đón nhận thích trưởng lão. Ha ha, thế nhưng thật dám không đem chúng ta kình thiên kiếm phái đặt ở trong mắt, hảo hảo cuối cùng tên kia động hư ngũ giai trưởng lão mặt âm trầm cười lạnh một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng xông ra ngoài. Chết! Ba gã kình thiên kiếm phái trưởng lão ra tay, đệ tam danh hoàng kim cá kiếm cũng động lên. Ai nếu ra tay, có một cái sát một cái. Vương tiên đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn. Này bọn họ thế nhưng thật đúng là dám, nơi này chính là kình thiên kiếm phái địa bàn, phía sau đó là kình thiên kiếm phái tông môn nơi, thượng vạn đệ tử, sở hữu cường giả toàn bộ ở vào tông môn trong vòng A đương chung quanh mọi người nhìn đến ba gã hoàng kim cá kiếm thật dám đón nhận kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão một đám trợn mắt há hốc mồm tấu chương xong chương 1474, không phải mảnh long bất quá gian thường. kình thiên kiếm phái trước ba gã kình thiên kiếm phái trưởng lão ra tay ba gã hoàng kim cá kiếm đón nhận đi lệnh mọi người trợn mắt há hốc mồm nơi này là kình thiên kiếm phái địa bàn phía sau là kình thiên kiếm phái tông môn nơi ở cái này địa phương đối kình thiên kiếm phái trưởng lão ra tay này không phải tìm chết hành vi sao tìm chết, cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính kiếm thuật. Thích trưởng lão ba người nhìn đến ba gã hoàng kim cá kiếm nên hướng chính mình, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Bọn họ cũng không có hướng tông môn cầu cứu, bởi vì đối phương gần phái ra ba người. Đều là sử dụng kiếm thuật, làm có được kiếm thuật truyền thừa kình thiên kiếm phái, ở toàn bộ cùng cuộn khu vực đều có chút danh tiếng kiếm phái, ở lấy kiếm đối địch dưới, bọn họ hoàn toàn không khiếp bất luận kẻ nào. Thậm chí, bọn họ có tin tưởng đánh bại cùng cấp bậc kiếm thách đây là đến từ chính bọn họ nội tình tự tin. Ken ken ken. Ở bọn họ va chạm trong nháy mắt, ba gã trưởng lão tay cầm trường kiếm, ngay lập tức chi gian cùng ba gã hoàng kim cá kiếm va chạm mấy trăm lần. Lợi kiếm va chạm thanh âm liên miên không dứt vang lên, đều là kim loại tính động hư ngũ giai cường giả, chiến đấu trung ương giống như một cái chói mắt thái dương giống nhau. Vạn đạo kim sắc kiếm mang hướng tới chung quanh tứ tán mà đi. Khủng bố kiếm khí, lệnh chung quanh mọi người cuốn quyết hướng tới chung quanh tan đi. Hảo tinh diệu kiếm thuật nháy mắt va chạm, kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão nháy mắt ở vào hạ phong vị trí, làm bọn hắn sắc mặt khẽ biến. Pháp tương, tam tài kiếm trận. Pháp tương, tam tài kiếm trận. Pháp tương, tam tài kiếm trận. Lúc này, ba gã trưởng lão thống nhất khẽ quát một tiếng, trước người nháy mắt xuất hiện tam bính lóa mắt tam bính kim loại đại kiếm. Pháp tướng, tam tài kiếm trận, chính là kình thiên kiếm phái truyền thừa thần thông diễn biến mà đến pháp tướng. Tam bính đại kiếm, mỗi một thanh chỉ có trăm mét lớn nhỏ, nhưng này tam chui kiếm lại có thể tổ hợp công kích. Ở đông đảo Pháp tương bên trong, thuộc về một loại tương đối tinh diệu Pháp tương cường đại vô cùng. Công sát Ba người lại lần nữa đồng thời khẽ quát một tiếng, ba thanh trường kiếm bay thẳng đến ba gã hoàng kim cá kiếm công kích mà đi. Pháp tướng, vô vi kiếm Ba gã hoàng kim cá kiếm cũng không có chút nào do dự, trong tay trường kiếm rung lên, đồng dạng thi triển ra Pháp tướng. Một thanh gần chỉ có 10 mét lớn nhỏ trường kiếm xuất hiện ở bọn họ trước người, mỗi một thanh kiếm tản ra lóa mắt kim mang. Kim mang bao trùm phạm vi cây số, tại đây kim quang bao trùm khu vực nội, người ngoài thậm chí nhìn không tới bên trong chui này trường kiếm. Sát. Ba gã hoàng kim cá kiếm trên mặt không có chút nào biểu tình, thân ảnh vừa động trực tiếp hoàn toàn đi vào kim quang bên trong. Cẩn thận. Thích trưởng lão ba người nhìn đến này kỳ quái pháp tương công kích cũng là hơi kinh hãi, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khi ba gã kiếm khách thực lực thật là khủng khiếp. Hảo sắc bén kiếm pháp, xem ra bọn họ cũng là đến từ chính một cái kiếm phái chung quanh một chúng gia tộc thế gia nhìn đến trong khoảnh khắc chiến đấu ở bên nhau sáu người, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây là cái nào thế lực, thế nhưng có thể cùng chúng ta trưởng lão cân sức ngang tài. Một người kình thiên kiếm phái đệ tử đầy mặt giật mình nhìn. Chiến đấu mới gần bắt đầu, kiếm pháp này một khối, không có người là chúng ta kình thiên kiếm phái đối thủ, huống chi vẫn là một cái tiểu địa phương thế lực. Kình thiên kiếm phái đại sư huynh ánh mắt lập lòe nhìn chầm chầm, ánh mắt đảo qua vương tiên một đám người khi, nhìn về phía một bên vài tên chấp sự, vài vị chấp sự, chúng ta muốn hay không hướng tông môn cường giả cầu cứu. Không cần, tạm thời nhìn xem, bọn họ không dám như thế nào. Vài tên trung niên vẫy vẫy tay, không hề có đem vương tiên bọn họ đặt ở trong mắt. Cho dù là bọn họ có ba gã động hư ngũ giai cường giả cùng bọn họ trưởng lão đối chiến ở bên nhau. Nếu hiện tại cầu cứu, tông môn cường giả xúc động, đối phương gần là này đó cá chết lạng tôm, còn chưa đủ mất mặt đâu. A. À, trưởng lão cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Đúng lúc này phía dưới vị trí đột nhiên truyền đến kêu thảm thiết cầu cứu thanh âm. Mọi người sắc mặt hơi đổi, vội vàng hướng tới phía dưới tống tộc phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, tay cầm trường kiếm nhậm tinh thần đứng ở thuyền thượng, ở hắn trước người, mười mấy cổ thi thể nằm ở một bên. Tống Viễn sắc mặt kinh sợ nhìn chằm chằm nhậm tinh thần, lớn tiếng thét chói tai. Nhậm tinh thần, ngươi nếu là dám giết chúng ta, Kình Thiên kiếm phái là sẽ không bỏ qua ngươi, dừng tay, cho ta dừng tay. Nàng vừa nói, một bên duỗi tay chỉ vào nhậm tinh thần, ngoài mạnh trong yếu gào thét nhậm tinh thần ánh mắt nhìn chằm chằm hướng tống uyển trên mặt không có chút nào biểu tình dừng tay ta kình thiên kiếm phái ở chỗ này cảnh cáo các ngươi nếu như các ngươi dám giết ta tông môn người dám vi phạm chúng ta ý chí hôm nay các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ rời đi nơi này một người chấp sự nhìn đến nhậm tinh thần ở tống tộc nơi đó đại khai sát giới sắc mặt khẽ biến lạnh lẽo quát ngu xuẩn vương tiên nhìn đến tên kia chấp sự nói trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh hắn ánh mắt ngẩng đầu hướng tới trên bầu trời nhìn lại kim mang bao trùm khu vực, đem kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão toàn bộ bao trùm ở trong đó. Lúc này, hắn cười cười, ánh mắt nhìn dần dần rõ ràng mà ba cái thân ảnh. Các ngươi xem kia đó là. Trung quanh vị trí, một cái thuyền thượng một người động hư cường giả đột nhiên chấn động nhìn chầm chầm trên không, chỉ vào mơ hồ xuất hiện ba bóng người lớn tiếng quát. Ba bóng người, nhanh chóng hướng tới phía dưới vị trí rơi đi. Mọi người ngẩng đầu hướng tới trên bầu trời nhìn lại, nhìn kia thân xuyên kim sắc phục sức, sau lưng có một đỉnh núi đồ án ba cái thân ảnh là thích trưởng lão bọn họ bọn họ. Kình Thiên kiếm phái các đệ tử cùng chấp sự cũng xem qua đi, đồng tử phóng đại, hơi hơi mở miệng. Ầm ầm ầm. Và chạm thanh âm truyền đến, tam cổ thi thể trực tiếp rớt đến tống tộc cái kia thuyền thượng. Dùng tay chỉ nhậm tinh thần tống biển thân mình cương xuống dưới. Chung quanh trong khoảnh khắc yên tĩnh xuống dưới, chỉ có chung quanh sóng biển thanh âm. Mồ hôi lạnh xuất hiện ở tống tộc mọi người trên mặt. Thích trưởng lão bọn họ bị giết. Bọn họ bọn họ thế nhưng thật sự dám đem thích trưởng lão bọn họ chém giết mọi người sắc mặt phát ngốc, nhìn thích trưởng lão bọn họ thân thể, một đám trong miệng lẩm bẩm. Bọn họ thế nhưng thật sự dám ở kình thiên kiếm phái cửa, chém giết kình thiên kiếm phái trưởng lão. Này con mẹ nó là muốn tấn công kình thiên kiếm phái sao? Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía vương tiên cùng với hắn phía sau 200 người tả hữu. Những người này, là tìm chết. Vẫn là. Có địch nhân xâm lấn, ba gã trưởng lão bị giết, có địch nhân xâm lấn. Thỉnh cầu tông môn cường giả chi viện. Giờ khắc này, huyền phù ở trên bầu trời một chúng đệ tử cùng chấp sự trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Vừa rồi tên kia mở miệng nói không có việc gì chấp sự, có chút hoảng sợ rít cào. Rít cào thanh âm, vang vọng khắp hải vực. Ân. Kinh sợ thanh âm ở toàn bộ kình thiên kiếm phái vang lên, lệnh kiếm phái nội các đệ tử cùng cường giả hơi hơi sửng sốt. Có người xâm lấn, cái nào tìm chết gia hỏa, dám đến công kích chúng ta kình thiên kiếm phái. Ba gã trưởng lão bị giết. Tìm chết, đưa bọn họ thiên đao vạn quả. Kình thiên kiếm phong nội, một chúng cường giả cùng đệ tử ánh mắt lộ ra lạnh băng sát khí, bay thẳng đến bên ngoài. Có con kiến ở chúng ta kiếm phái cửa chém giết chúng ta kiếm phái đệ tử. Bang. Kình Thiên kiếm đỉnh núi phong vị trí, hai gã kim sắc phục sức, đầu đội kim sắc vương miệng ngồi ở cờ bài trước. Hắn xuyên thấu qua tầng tầng mây mù quét phía dưới liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Giao cho bọn họ đi xử lý đi, Ngô, nơi này." Đối diện lão giả nhàn nhạt nói, nhìn chằm chằm cờ bài, nhẹ nhàng mà rơi xuống quân cờ. Tấu chương xong chương 1475, không phải mảnh long bất quá gian hạ. Ầm ầm ầm. Đương tên kia chấp sự kinh sợ thanh âm vang vọng Kình Thiên kiếm phái, toàn bộ kiếm phái, một người danh cường giả nhanh chóng hướng tới bên này bay qua tới. Một đám thân xuyên kim sắc phục sức, có ngự kiếm phi hành, có lăng không phi độ. Trong tay bọn họ nắm từng thanh trường kiếm, trên người tràn ngập kiếm chi lợi khí. Giờ khắc này, dường như có ngàn vạn thanh trường kiếm hướng tới bên này bắn nhanh mà đến. T. Kế tiếp, khả năng sẽ có một hồi chiến đấu, chúng ta mau lui lại. Hẳn là một hồi tàn sát đi, kình thiên kiếm phái trưởng giáo tới, còn có một chúng cường giả. Thượng vạn danh tinh anh đệ tử, hơn một ngàn danh động hư cường giả, toàn bộ lại đây. Trừ bỏ hai vị kiếm chủ đại nhân, toàn bộ kình thiên kiếm phái người toàn bộ xuất động đi, rốt cuộc nơi này là kình thiên kiếm phái cửa, có người dám ở bọn họ cửa nháo sự, tự nhiên toàn bộ xuất động. Kế tiếp, chỉ sợ sẽ là một hồi tàn sát. Chung quanh gia tộc thế gia nhìn đến toàn bộ kình thiên kiếm phong nội rậm rạp cường giả cùng đệ tử bay ra tới, một đám trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Làm phạm vi ngàn dặm nội duy nhất một người nhị lưu thế lực, kình thiên kiếm phái cường đại, vô dung hoài nghi. Ở toàn bộ cùng cuộn khu vực, có thể khiêu chiến kình thiên kiếm phái thế lực không nhiều lắm, càng đừng nói vẫn là một cái đến từ chính lưu hải khu vực thế lực. Người nào, cũng dám ở kình thiên kiếm phái trước chém giết chúng ta tông môn trưởng lão, báo thượng danh hào, chúng ta vì các ngươi lập mộ bia. Một tiếng len can lạnh băng thanh âm từ trung ương một người lão giả trong miệng truyền đến lão giả đỉnh đầu huyền phù hai thanh ba mét lớn nhỏ cự kiếm tràn ngập sát khí nhìn quét vương tiên một đám người bẩm báo trưởng giáo chính là bọn họ chính là bọn họ chém giết thích trưởng lão ba người bọn họ là một đám một người trung niên chấp sự nhìn đến tông môn mọi người đã đến hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng chỉ vào ba gã hoàng kim cá kiếm cùng vương tiên một chúng ba gã trưởng lão bị chém giết làm cho bọn họ mọi người trở tay không kịp bọn họ trưởng lão thế nhưng ở ngắn ngủn hai phút không đến thời gian nội bị cùng cái cấp bậc kiếm thách sở chém giết Muốn biết, bọn họ kình thiên kiếm phái chính là có được hoàn chỉnh truyền thừa kiếm phái đại giáo, cùng cấp bậc chiến đấu, tiên có địch thủ. Càng đừng nói vẫn là cùng cùng cấp bậc kiếm khách chiến đấu. Nhưng mà đối phương bày ra ra tới thực lực, làm bọn hắn chấn động. Là các ngươi chính mình. Tâm miệng, chém giết chúng ta kình thiên kiếm phái ba gã trưởng lão, đương trảm, đưa bọn họ mọi người toàn bộ giết. Vương tiên vừa định muốn mở miệng nói chuyện, đứng ở trung ương kình thiên kiếm phái trưởng giáo liền trực tiếp lạnh giọng quát. Sát, phạm chúng ta kình thiên kiếm phái giả, hữu tử vô sinh. Sát. Ở kình thiên kiếm phái trưởng giáo phía sau, ngàn dư danh động hư cường giả gầm nhẹ một tiếng, phía sau thượng vạn danh đệ tử càng là đầy mặt sát khí gào thét. Dám giết kình thiên kiếm phái trưởng lão, kết quả chỉ có một, chết. Bọn họ không cần hiểu biết mặt khác, cũng không nghe bất luận cái gì giải thích. Báo thượng các ngươi thế lực, chúng ta không chỉ có muốn đem các ngươi chém giết, các ngươi tông môn, vương triều, cũng muốn trả giá đại giới. Một người động hư lục giai trưởng lão tiến lên trước một bước, đầy mặt lạnh lạnh hướng tới vương tiên một chúng quát. Người chết, không cần biết quá nhiều. Vương tiên nhìn cường thế vô cùng kình thiên kiếm phái, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, hơi hơi ngẩng lên đầu, ánh mắt đảo qua bọn họ thượng vạn người. Sát! Ra lệnh một tiếng. Sát! Nếu các ngươi như thế bá đạo, kia, giết chóc bên trong thấy thật chương đi. Sát! Phía sau vị trí, ngao kiếm một chúng hoàng kim cá kiếm mặt vô biểu tình hét lớn một tiếng. Thanh âm giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, trên người khí thế đại chấn, bay thẳng đến phía trước kình thiên kiếm phái thượng vạn người công kích mà đi. Không có chút nào sợ hãi, trong mắt lạnh nhạt vô cùng. Sát! Cái gì? Kình thiên kiếm phái mọi người nhìn đến ngao kiếm một chúng 200 người xông tới, cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ cảm thụ được lạnh băng hơi thở, lạnh lẽo kiếm mang, một đám sắc mặt khẽ biến. 200 danh động hư cường giả. Một người kình thiên kiếm phái trưởng lão cảm thụ được phía trước đánh sâu vào mà đến khí thế, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trưởng giáo, Bọn họ là Lưu Hải khu vực thế lực. Bên cạnh tên kia chấp sự lớn tiếng quát, Lưu Hải khu vực thế lực cũng dám như vậy kiêu ngạo, cho ta giết, đưa bọn họ toàn bộ giết. Một cái không lưu. Kình Thiên kiếm phái trưởng giáo nhìn đến ngao kiếm một chúng trực tiếp xung phong liều chết lại đây, sắc mặt có chút khó coi. 200 người liền dám kiêu ngạo công kích bọn họ, quả thực là không đưa bọn họ Kình Thiên kiếm phái đặt ở trong mắt. Sát, làm chết này đàng ít ngồi đáy giếng. Đến từ Lưu Hải khu vực rác rưởi, cũng dám khiêu chiến chúng ta Kình Thiên kiếm phái toàn bộ làm thịt kình thiên kiếm phái một người danh trưởng lão sắc mặt lạnh băng lạnh giọng quát sát đại chiến chạm vào là nổ ngay ta thiên kia hai trăm danh mặt vô biểu tình kiếm khách, thế nhưng toàn bộ đều là động hư cường giả hai trăm danh lại là hai trăm danh động hư bất quá kình thiên giáo phái chính là có một ngàn danh chung quanh sở hữu gia tộc thế gia nhìn đến đột nhiên bùng nổ chiến tranh một đám sắc mặt đại biến nhanh chóng mang theo tộc nhân hướng tới mặt sau thối lui này con mẹ nó kình thiên kiếm phái trưởng giáo khí phách vô cùng căn bản không hỏi lý do trực tiếp hạ lệnh chém giết. Nhưng mà đối phương càng không phải ăn chay, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Từ kình thiên kiếm phái mọi người ra tới, đến động thủ, trung gian không đến 30 giây. Pháp tương, vô huyết chi kiếm. Ngao kiếm 200 người hướng tới kình thiên kiếm phái phóng đi, bọn họ không có chút nào do dự, pháp tướng, nháy mắt thi triển mà ra. 200 danh hoàng kim cá kiếm, thực lực yếu nhất có thể chém giết động hư tam giai, mạnh nhất ngao kiếm, có thể chém giết động hư lục giai. Cổ lực lượng này, tuyệt đối không yếu. Không tính động hư ngũ giai lục giai cường giả, kình thiên kiếm phái hoàn toàn không phải đối thủ. Bọn họ tuy rằng có được một ngàn danh động hư cường giả, nhưng động hư nhất giai nhị giai chiếm cứ 900 nhiều danh, còn lại mới là tam giai trở lên. Đương lộng lẫy kim sắc vô bính chi kiếm nháy mắt xuất hiện ở một chúng hoàng kim cá kiếm trước người thời điểm. Mỗi một thanh kiếm cây số trường, nhưng mà chỉ có cánh tay khoan. Khủng bố mũi nhọn, bay thẳng đến kình thiên kiếm phái đánh sâu vào mà đi. Cái gì? Kình Thiên kiếm phái trưởng giáo nhìn 200 cái giống nhau như đúc pháp tướng, cảm thụ được mặt trên đến xương kiếm mang, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Kình Thiên kiếm phái đệ tử cẩn thận, thực lực của đối phương thấp nhất động hư tam giai. Thực lực chưa tới động hư chi cảnh này, lui về phía sau. Hắn vội vàng rống lớn nói, 200 danh ít nhất động hư tam giai cường giả, loại này cấp bậc chiến đấu, động hư dưới căn bản cắm không được tay. Thấp nhất động hư tam giai. Nghe được trưởng giáo nói, các đệ tử sắc mặt đại biến, ngay cả một ít động hư cường giả cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngăn cản. Nhưng mà lúc này, đã không dung bọn họ nhiều tự hỏi, đối mặt kia từng thanh đặc dị vô huyết chi kiếm, kình thiên kiếm phái một chúng cường giả vội vàng rống to, chém ra lộng lẫy công kích, trực tiếp đón nhận đi. Bất quá, bọn họ muốn đào tẩu, vẫn là không còn kịp rồi. Từng thanh vô huyết chi kiếm, bao trùm kình thiên kiếm phái mọi người. Pháp tướng, kiếm phong bảo hộ. Pháp tướng, kiếm phong bảo hộ toàn bộ kình thiên kiếm phái nội 10 tên động hư lục giai cường giả sắc mặt rét run, cùng kêu lên hét lớn. Pháp tướng, kiếm phong bảo hộ. Động hư lục giai lĩnh ngộ bảo hộ pháp tương. 10 cái pháp tướng, bao phủ kiếm phái mọi người. 10 cái bảo hộ pháp tướng, kình thiên kiếm phái trưởng giáo có tin tưởng ngăn cản trụ 200 danh ít nhất động hư tam giai pháp tương công kích. Bạch bạch bạch. Bất quá, đương kiếm phong bảo hộ ngưng tụ thành trong nháy mắt, trách nát thanh âm lại lập tức truyền đến. Một cái hắc bạch chữ thập, ở pháp tương ngưng tụ kia một khắc, dễ dàng đục lỗ. Rất nhiều người, thậm chí không có nhìn đến kia hắc bạch chữ thập. Không xong, có cường giả. Kiếm chủ đại nhân, cứu mạng. Kình thiên kiếm phái trưởng giáo sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng quát. Tấu chương xong. Chương 1476, vô tình kiếm đạo tông thượng. Kiếm chủ đại nhân, cứu mạng. Đương kình thiên kiếm phái trưởng giáo kinh sợ thanh âm ở kình thiên kiếm phái trước vang lên thời điểm, mọi người trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc kình thiên kiếm phái trưởng giáo thế nhưng cầu cứu. Này này nơi nào có cường giả. Rất xa chạy trốn tới 2-3 km chỗ gia tộc thế gia cường giả cùng đệ tử nhìn một màn, trên mặt lộ ra trận mắt há hốc mồm chi sắc. Bọn họ ánh mắt gần nhìn về phía chiến trường trung ương kình thiên kiếm phái trưởng giáo, trong mắt lập lè. Có cường giả. Lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn không có nhìn đến ngao yêu ra tay nháy mắt. Ân. Kình thiên kiếm phong đỉnh, đương hai gã đang ở chơi cờ lão giả trong tay động tác hơi hơi cứng đờ hai người vội vàng đứng lên, chói mắt kim mang từ trong mắt phục ra mà ra, hướng tới phía dưới vị trí nhìn lại. Không xong, đối phương thế lực không yếu. Hai người ánh mắt nhìn lại, cũng không có chú ý tới nhau yêu thân ảnh, bất quá bọn họ nhìn đến 200 danh thấp nhất động hư tam giai cường giả phóng thích pháp tương hướng tới kình thiên kiếm phái một chúng đệ tử bao trùm mà đi. Xôn sao? Một người lão giả cánh tay vung lên, trên bàn quân cờ giống như một thanh lợi kiếm giống nhau, rộng mở thành 10 mét lớn nhỏ cự kiếm, cự kiếm lấy một loại khủng bố tốc độ hướng tới phía dưới công kích mà đi đã muộn một khắc danh lão giả sắc mặt có chút nang kham hắn thân ảnh vừa động một cái lập lòe thân ảnh nháy mắt biến mất a à a à. trốn chạy mau mà ở lúc này kình thiên kiếm phái vị trí thượng vạn danh đệ tử bị vô huyết chi kiếm trực tiếp bao trùm khi thoạt nhìn quỷ dị sắc bén trường kiếm trong khoảnh khắc hướng tới mọi người xuyên thấu mà đi lợi kiếm giống như rắn độc giống nhau lạnh băng tràn ngập sát khí thượng vạn danh kình thiên kiếm phái đệ tử tại đây nhất chiêu dưới tử thương quá nữa đáng chết gia hỏa, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Trên bầu trời, một cái lạnh băng tràn ngập hàng ý thanh âm từ trên không truyền đến. Lóa mắt kim sắc thân ảnh giống như lợi kiếm giống nhau từ trên trời giáng xuống. Kim sắc thân ảnh nhìn phía dưới tử thương hơn phân nửa đệ tử, hai mắt có chút đỏ lên. Vèo vèo vèo. Mà lúc này quân cờ hóa thành cự kiếm hướng tới phía dưới vị trí rơi đi. 200 danh hoàng kim cá kiếm tâm linh gây ra, nhanh chóng hướng tới chung quanh tránh né. Ầm ầm ầm. Lợi kiếm dừng ở trong nước, trực tiếp xuyên thấu tiến vào hải dương bên trong, dơ lên một trận bọc nước. T, ít nhất 4 năm ngàn kình thiên kiếm phái đệ tử ở 200 danh cường giả một kích dưới tử vong. Kình thiên kiếm phái kiếm chủ ra tay, này nhóm người bên trong còn tưởng cũng có động hư thất giai cường giả tồn tại. Thiên nộp, hôm nay đây là muốn bộc phát ra một hồi tuyệt thế đại chiến. Chung quanh truyền đến từng tiếng khiếp sợ thanh âm, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía tản ra kim sắc quan mang kiếm chủ. Ha ha, các ngươi hai cái cùng ngạo gia hỏa tới. Thực bất hạnh chính là, các ngươi muốn tiêu diệt vong, khiến cho ta tới thử xem các ngươi thực lực, ha ha. Vương Tiên nhìn đến hai gã động hư thất giai kiếm chủ trước sau phi xuống dưới, trên mặt lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Ở vừa rồi hắn liền nhìn đến kiếm phong thượng hai gã cường giả, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương căn bản không có xuống dưới, gần nhìn lướt qua liền tiếp tục chơi cờ. Bọn họ cùng vòng, lệnh Vương Tiên đều có chút cảm thấy buồn cười. Hắn cười lớn một tiếng, Vũ Hành đại mài ra hiện tại chính mình đỉnh đầu nhanh chóng biến đại, bay thẳng đến trên bầu trời hai gã kiếm chủ nên đón mà đi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Từ kình thiên kiếm phong mà hàng hai gã kiếm chủ còn không có tới kịp trang bức, nhìn đến vương tiên bay thẳng đến bọn họ công kích mà đến, cảm thụ được ngũ hành đại ma thượng truyền đến tim đập nhanh năng lượng, hai người sắc mặt khẽ biến. Giết các ngươi người. Vương tiên thân hình vừa động, đứng ở ngũ hành đại ma phía trên, trên mặt lộ ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Đột phá tới nay, hắn còn không có hảo hảo chiến đấu một phen. Hôm nay, liền lấy hai gã động hư thất giai cường giả, tới thử xem thực lực của chính mình. Trống trống. Đương hắn câu này nói xong, trong miệng phát ra một tiếng long khiếu. Theo sát, toàn bộ thân hình trực tiếp biến thành 80 mét lớn nhỏ. Hắn chiếm cứ ở ngũ hành đại ma trung ương, lạnh lẽo nhìn chầm chầm hai gã kiếm chủ. Ngươi là cái gì quái vật? Chúng ta kình thiên kiếm phái cùng các ngươi có gì thù gì oán? Hai gã lăng không cây số kiếm chủ nhìn đến vương tiên đột nhiên biến thành 80 mét quái vật khổng lồ, trong mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc vô nghĩa thật nhiều. Vương Tiên ánh mắt lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Kình Thiên kiếm phái tự cho là thực lực vô địch, hoàn toàn không điểu Vương Tiên, liền nói chuyện đều đánh gãy. Hiện tại, hoàn toàn phản lại đây. Bọn họ rất muốn biết, khi nào trêu chọc đến như vậy khủng bố thế lực. Nhưng Vương Tiên không để ý đến bọn họ. Các ngươi nếu bá đạo như vậy, vậy tiếp tục đi xuống. Trống. Trong tay Long Quốc. Vương Tiên không có chút nào do dự, Long Trảo vung lên, phạm vi 4 km lớn nhỏ long trảo xuất hiện ở không trung bên trong. Toàn bộ long trảo, che trời, hoặc nhìn khủng bố vô cùng. Động hư thất giai. Chỉ bằng ngươi một cái, còn muốn đối kháng chúng ta hai người, tìm chết. Một người kiếm chủ sắc mặt lạnh băng vô cùng, cả người hướng tới trên không phóng đi, từng thanh 3.000 mễ đại kiếm xuất hiện ở chính mình chung quanh. Chúng ta song tử kiếm chủ tung hoành cùng cuộn khu vực 3.000 năm, không sợ bất luận cái gì địch nhân, hôm nay, nhất định trả ngươi thủ cấp một khắc danh kiếm chủ đồng dạng hướng tới trên bầu trời bay đi. Ở hắn chung quanh, xuất hiện giống nhau như đúc ba nghìn mễ đại kiếm, một người tam bính, tổng cộng sáu bính. Trảm. Hai người khẽ quát một tiếng, sáu bính đại kiếm phân biệt lấy bất đồng góc độ, hướng tới long trảo công kích mà đi. ầm 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 Va chạm thanh âm từ trên cao trung vang lên, ngắn ngủn nháy mắt, ba người đi vào vạn nét chi cao vị trí. Chẳng sợ như thế, này khủng bố va chạm khiến cho một cổ khí lãng, bay thẳng đến phía dưới đánh sâu vào mà đến. Rầm nước biển quay cuồng giống như thập cấp sóng thần giống nhau thiên nộp hai vị kiếm chủ thế nhưng bị tên kia thanh niên trực tiếp ngăn trở này đây là động hư thất giai cường giả khủng bố sao che trời năng lượng kình thiên kiếm phái hôm nay là gặp được cường địch phía dưới mọi người nhìn đến vương tiên sông thẳng mà thượng nhìn trên bầu trời truyền đến khủng bố khí thế sắc mặt biến đổi lớn bởi vì ngũ hành đại ma nguyên nhân bọn họ nhưng thật ra không có nhìn đến vương tiên hóa thành thần long bộ dáng. cái gì kình thiên kiếm phái trưởng giáo nhìn hai gã kiếm chủ nháy mắt bị ngăn trở sắc mặt biến đổi lớn vừa rồi kia bôi đen bạch chữ thập cũng không phải là cái kia đón nhận kiếm chủ thanh niên phóng thích sát lúc này ngao kiếm mệnh lệnh vang lên hắn không mang theo chút nào cảm tình nhìn chằm chầm, chầm kình thiên kiếm phái còn lại mọi người trong tay lợi kiếm thân ảnh chấn động pháp tướng vô vi kiếm lóa mắt kim quang đem chi bao phủ phạm vi 3 km phạm vi toàn bộ bị kim sắc bao trùm một thanh trường kiếm giống như rắn độc giống nhau giấu ở trong đó, hắn không có chút nào do dự, bay thẳng đến kình thiên kiếm phái 10 tên động hư lục giai cường giả công kích mà đi. Phía sau, mặt khác một chúng hoàng kim cá kiếm cũng động lên, hướng tới kình thiên kiếm phái mọi người, xung phong liều chết mà đi. Đảo khách thành chủ chiến đấu, lệnh mọi người cảm giác, nơi này dường như là bọn họ sân nhà giống nhau. Tấu chương xong. Chương 1477, vô tình kiếm đạo tông trung. Tiểu tâm chung quanh, sát, các đệ tử, sở hữu cường giả nghe lệnh, sát kình thiên kiếm phái trưởng giáo nhìn đến ngao kiếm một chúng công kích mà đến trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc hắn hét lớn một tiếng hướng tới sở hữu giáo phái đệ tử mệnh lệnh nói cho dù là bình thường đệ tử cũng muốn động thủ sinh tử tồn vong sinh tử tồn vong hắn chính là biết ở chung quanh còn ẩn nấp một người khủng bố động hư thất giai cường giả a cái gì ở chiến trường bên ngoài những cái đó chuẩn bị đào tẩu kình thiên kiếm phái đệ tử nghe được trưởng giáo mệnh lệnh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc làm chúng ta cũng tiến lên. Chúng ta còn chưa đạt tới động hư chi cảnh gia này nếu là tiến lên, chẳng phải là bị nháy mắt hạ gục phân. Các đệ tử công kích. Này! Kình thiên kiếm phái đến sinh tử tồn vong nông nổi. Sao có thể, đây chính là phạm vi hơn 1.000 km nội thế lực cường đại nhất, hiện tại thế nhưng sinh tử tồn vong. Bốn phía những cái đó gia tộc thế gia cường giả cùng đệ tử nghe thế một cái mệnh lệnh, cũng là trận mắt há hốc mồm. Trận chiến tranh này, hiển nhiên không phải động hư dưới có thể tham dự. Trừ phi, kình thiên kiếm phái đến sinh tử tồn vong nông nổi nếu không động hư dưới đệ tử qua đi chẳng qua là bạch bạch chịu chết thôi chúng ta chúng ta động hư dưới đệ tử nghe được trưởng giáo mệnh lệnh cũng có chút mộng bức bọn họ một đám nuốt một ngụm nước miếng nhìn nhìn trên biển một ít thi thể sắc mặt lộ ra sợ hãi chi sắc chết đúng lúc này chiến trường trung ương vị trí vang lên một tiếng lạnh băng thanh âm không không ở kia từng đạo kim quan bên trong đột nhiên truyền đến một người danh quen thuộc thanh âm thanh âm có chút thảm thiết nghe thấy mấy cái thanh âm kình thiên kiếm phái một chúng đệ tử thân mình run rẩy đại trưởng lão đó là đại trưởng lão thanh âm kình thiên chấp pháp trưởng lão thanh âm này này kình thiên kiếm phái các đệ tử trên mặt lộ ra khủng hoảng thanh âm này toàn bộ đều là kiếm phái đỉnh cấp cường giả kêu thảm thiết ngao yêu động một chúng quỷ yêu cũng động ở hai gã kiếm chủ bị vương tiên ngăn trở lúc sau kình thiên kiếm phái căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực phốt đúng lúc này một tiếng chật vật thân ảnh từ kim quan bao trùm không trung bay ra tới ở hắn ngực có một đạo thật dài vết kiếm trưởng giáo một người trung niên nhìn đến bọn họ trưởng giáo thâm bị thương nặng đầy mặt kinh sợ hô lương chấp sự chúng ta là như thế nào trêu chọc này cũng bố thế lực kình thiên kiếm phái trưởng giáo sắc mặt có chút tái nhật hướng tới tên kia lương chấp sự quá ở đại chiến bắt đầu trước cầu cứu đó là tên này lương chấp sự trưởng giáo là là thích trưởng lão bọn họ có một người thanh niên tới nơi này tìm hai cái gia tộc báo thù thanh niên tiêu diệt một cái gia tộc. Lại diệt một cái khác gia tộc thời điểm, khi gia tộc có một nữ tử đã bị thích trưởng lão thu làm đệ tử, sau đó, sau đó liền. Phốt. Lương chấp sự nói còn không có nói chuyện, kình thiên kiếm phái trưởng giáo liền nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi. Này Ni Ma, chính là vì một cái vừa mới thu đệ tử, bọn họ kình thiên kiếm phái thế nhưng gặp tới rồi tai họa ngập đầu. Nếu như hai vị kiếm chủ ngăn cản không được đối phương, kia kình thiên kiếm phái đem từ đây không còn nữa tồn tại. Gần là bởi vì một cái đệ tử tưởng tượng đến nơi đây hắn nhịn không được lại lần nữa phun ra một nguồn máu tươi hỗn trướng hắn sắc mặt vô cùng nan tham quát cũng không biết là mắng vương tiên bọn họ vẫn là mắng thích trưởng lão bọn họ bên cạnh cách đó không xa nhậm tinh thần trong tay nắm một thanh nhiễm huyết trường kiếm lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước tống tộc tộc trưởng cùng với tống uyển toàn bộ tống tộc hiện giờ chỉ có mười mấy người đầy mặt tuyệt vọng đứng ở nơi đó khi bọn hắn nhìn đến phía trước kình thiên kiếm phái trưởng giáo bạo nộ cùng với hoảng sợ thần sắc thân mình kịch liệt run rẩy bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này bọn họ nguyên bản cho rằng dựa vào kình thiên kiếm phái có thể đem nhậm tinh thần chém giết lại không có nghĩ đến một cái khủng bố thế lực trực tiếp ra tay giúp trợ nhậm tinh thần thậm chí sắp tiêu diệt kình thiên kiếm phái đây chính là kình thiên kiếm phái a phạm vi ngàn km nội mạnh nhất thế lực đặt ở cuồn cuộn khu vực cũng là một cái không yếu tồn tại các ngươi trợ giúp ngô tộc tiêu diệt chúng ta nhậm tộc vĩnh viễn cũng không thể tưởng được sẽ có hôm nay một màn này đi nhậm tinh thần ánh mắt quét quét chiến trường trung ương nhàn nhạt hướng tới tống uyển tống tộc tộc trưởng bọn họ nói Ung ụt tống uyển một đám người nuốt một mụn nước miếng đầy mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại ầm 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 liền ở ngay lúc này trên bầu trời lại lần nữa truyền đến từng tiếng khủng bố thanh âm thanh âm truyền tới phạm vi trăm km phạm vi mọi người ngẩng đầu lên hướng tới trên bầu trời nhìn lại Vạn mét trời cao, bọn họ chỉ có thể đủ nhìn đến một đám khủng bố năng lượng va chạm, còn lại tất cả đều nhìn không tới. Không chỉ là phía dưới vị trí, Kình Thiên kiếm phái vạn mét trời cao trung chiến đấu, chấn động phụ cận năm sáu cái thành trì. Thành trì nội dân chúng cùng cường giả, cảm thụ được nơi đó truyền đến khủng bố va chạm thanh âm là lúc, một đám ánh mắt hướng tới Kình Thiên kiếm phái phương hướng nhìn lại. Ít nhất là động hư thất giai cường giả ở chiến đấu, Kình Thiên kiếm phái đã xảy ra sự tình gì. Một đám động hư cường giả nhìn lên hư không, đầy mặt tim đập nhanh ám đạo thật là khủng khiếp thân thể, thật là khủng khiếp năng lượng, hắn phóng thích rốt cuộc là cái gì năng lượng. Vạn mét trời cao trung, hai gã kiếm chủ một tả một hữu ở vào vương tiên phía trước, cái trán có chút mồ hôi lạnh nhìn chầm chầm vương tiên. Hô, hai gã động hư thất giai, ứng phó lên chính là phiền toái, đặc biệt là bọn họ liên thủ công kích rất cường. Vương tiên hơi hơi thở ra một hơi, đứng ở ngũ hành đại ma trung ương, bất quá, cũng dừng ở đây. Hắn hơi hơi dơ lên đầu. Trống. Một tiếng long khiếu, khiếp sợ phạm vi 500 km ở hai gã kiếm chủ chấn động dưới ánh mắt, vương tiên long đầu, trực tiếp biến thành bốn nghìn mễ lớn nhỏ. Thật lớn vô cùng long giác, hai bên long cần ước chừng mấy trăm mễ trường, hỏa hồng sắc, tản ra ngọn lửa. Một đôi long mắt có vòng ốc lớn nhỏ, khổng lồ miệng. Uy nghiêm, thần uy. Đương hai gã kiếm chủ nhìn đến này long đầu thời điểm, có một loại phải quỳ xuống tới xúc động. Này này rốt cuộc là cái gì thần thánh sinh vật? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh sợ chi sắc. Trốn hai người không có chút nào do dự bay thẳng đến nơi xa bỏ chạy đi bọn họ thật sự sợ hãi vừa rồi thời điểm bọn họ đối kháng tên này sinh vật đều phi thường cố sức hiện tại loại trạng thái này hiển nhiên không phải bọn họ có thể chống cự cùng cùng khu vực muốn phát sinh biến đổi lớn sao vì cái gì sẽ có một đám khủng bố sinh vật xuất hiện hai người trong mắt kinh sợ mấy tháng trước bị xưng là hoang vu nữ thần cường giả ngang trời xuất thế lúc ấy một cái cuồng cuộn khu vực nhất lưu gia tộc Nam Sơn gia tộc Thiên Kiêu đệ tử trêu chọc đến nàng, kết quả tên kia Thiên Kiêu đệ tử bị đương trường chém giết. Nam Sơn gia tộc phẫn nộ, phái cường giả báo thù. Kết quả không nghĩ tới, Nam Sơn gia tộc tận thế tiến đến. Bọn họ từ một người động hư thất giai cường giả rung rẩy trong thanh âm nghe được, kia hoang vu nữ thần đứng ở một con vạn mét khủng bố cự thú thượng, hoành đẩy Nam Sơn lâu đài. Phạm vi trăm dặm Nam Sơn lâu đài, cuồng cuộn khu vực Nam Sơn thiên trì, bị sang thành bình địa. Tấu chương xong chương 1478, vô tình kiếm đạo tông hạ. Hoang vu nữ thần kỵ thừa vạn nét cự thú tiêu diệt một cái nhất lưu gia tộc, từ đây tiến vào cùng cuộn khu vực sân khấu. Hoang vu nữ thần chiếm cứ hoang vu chi hải, một người một thú trở thành một cái áp đảo nhất lưu thế lực tồn tại. Ngay cả kia ba cái siêu cấp thế lực, đối mặt hoang vu nữ thần, cũng muốn cung cung kính kính. Nhưng mà ở bọn họ trước mắt nhân loại kia biến thành khủng bố sinh vật, tuy rằng không có hoang vu nữ thần cự thú khổng lồ, nhưng 3-4 km phần đầu, hoặc nhìn như cũ khủng bố vô cùng trốn, các ngươi hiện tại còn trốn sao? Vương tiên một đôi phòng ốc lớn nhỏ long mắt, nhìn chầm chầm hai người thân ảnh, hắn mở miệng, một cổ mất đi tính năng lượng bay thẳng đến phía trước công kích mà đi. Bao trùm phạm vi 4 km ngũ hành mất đi năng lượng từ trong miệng phun ra, hướng tới hai gã kiếm chủ bao phủ mà đi. Không xong, lại là này cổ kinh khủng năng lượng. Hai gã kiếm chủ sắc mặt biến đổi lớn, ở đỉnh đầu hắn kim sắc vương miệng phục ra ra một cổ khủng bố kim mang, đưa bọn họ thân hình bao phủ. Tư tư tư, Ngũ hành mất đi năng lượng đưa bọn họ bao trùm, ăn mòn lực lượng lệnh kim mang nhanh chóng biến mất. Chết đi. Lúc này, một cái khủng bố long trảo từ trên trời giáng xuống, che đậy bọn họ khắp không trung. Đánh bại hắn. La Thiên kiếm. Hai gã kiếm chủ nhìn đến khủng bố long trảo từ trên trời giáng xuống, cắn răng lớn tiếng quát. Bọn họ giơ lên trong tay lợi kiếm, giống như gió lốc giống nhau nhanh chóng xoay tròn. Lợi kiếm hướng tới Vương Tiên Long trảo xuyên thấu mà đi. Ầm ầm ầm. Đương lợi kiếm dừng ở long trảo phía trên, khủng bố kim chi sát phạt lập tức đánh ra một cái 5 mét lớn nhỏ lỗ trống. Lao ra đi. Hai người hét lớn một tiếng, lợi kiếm trực tiếp truyền thống ra một cái 10 mét chiều sâu, muốn đục lỗ vương tiên long trảo. Con kiến. Vương tiên nhìn bọn hắn chầm chầm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, long trảo dùng sức nắm chặt. Một nhân loại, ở 3-4 km lớn nhỏ long trảo bên trong, xác thật như con kiến giống nhau. Bọn họ lợi kiếm xuyên thấu 5 mét khoan 10 mét thâm miệng vết thương, vương tiên thậm chí không cảm giác được đau đớn như vậy miệng vết thương ở như thế khổng lồ hình thể trước mặt chỉ có thể xem như một chút bị thương ngoài da ầm 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 đương vương tiên long trảo nắm đi xuống thời điểm đối với hai gã kiếm chủ tới nói giống như tinh cầu nổ mạnh giống nhau chung quanh từng đạo khủng bố lực lượng hướng tới bọn họ đè ép mà đến không hai người trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc hủy diệt lực lượng dừng ở bọn họ trên người long trảo hoàn toàn nắm hạ lấy ta hiện tại thực lực cho dù là chém giết ba gã động hư thất giai đối thủ hẳn là đều không có quá lớn vấn đề. Vương Tiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, thật lớn long mắt xuyên qua mây mù hướng tới Kình Thiên kiếm phái vị trí nhìn lại. Hắn long trảo mở ra, hướng tới phía dưới vị trí nhẹ nhàng vung lên. Hai cổ thi thể hướng tới phía dưới vị trí rơi xuống. Vương Tiên thân hình vừa động, hóa thành hình người, ngũ hành đại ma nhanh chóng thu nhỏ lại, dừng ở hắn dưới chân. Chạm vào. Phía dưới vị trí, hai gã kiếm chủ thi thể thật mạnh dừng ở một con thuyền thuyền thượng, phát sinh kịch liệt tiếng vang. Ở hai gã kiếm chính và phụ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới thời điểm, chung quanh liền có gia tộc cường giả phát hiện. Nhìn kia quen thuộc phục sức, hai cổ thi thể rơi xuống, dường như nện ở bọn họ trái tim thượng giống nhau. kia hai cái hai cái thi thể là kình thiên kiếm phái kiếm chủ, ta thiên, hai gã kiếm chủ bị giết. Xong rồi, xong rồi, kình thiên kiếm phái là hoàn toàn xong rồi, kiếm chủ đã chết, vô lực xoay chuyển trời đất. Một người danh cường giả đầy mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cụ không có chút nào sinh cơ thi thể, trong miệng lẩm bẩm bọn họ ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc có chút hoảng hốt. Sừng sững với cuồn cuộn khu vực 4.000 năm lâu khổng lồ tông môn, kình thiên kiếm phái bị diệt. Bị người lấy một loại khủng bố tốc độ tiêu diệt. Hai vị kiếm chủ đại nhân đã chết, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Xong rồi xong rồi, trốn nha, kiếm chủ đại nhân đã chết, chúng ta trốn nha. Không bao lâu, hai gã kiếm chủ tử vong sự tình, bị kình thiên kiếm phái các đệ tử phát hiện. Đương nhìn đến loại này cục diện thời điểm, toàn bộ kình thiên kiếm phái hoàn toàn hỏng mất có cường giả trực tiếp lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Cũng có người kinh sợ hướng tới chung quanh bỏ chạy đi. Nhân số không nhiều lắm, gần chỉ có ngàn hơn người. Bởi vì còn lại người, đã ở vừa rồi trong chiến đấu bị chém giết. Ha ha, ha ha, tay bay vạ gió, tay bay vạ gió nha, thiên muốn vong ta kình thiên kiếm phái. Kình thiên kiếm phái trưởng giáo thấy như vậy một màn, có chút tuyệt vọng rống lớn, tràn ngập điên cùng chi sắc. Kình thiên kiếm phái, diệt. Các ngươi cuối cùng chỗ dựa bị diệt, kế tiếp, đến phiên các ngươi phía dưới vị trí nhậm tinh thần thấy như vậy một màn trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc ánh mắt nhìn về phía tống biển cùng với tống tộc cuối cùng mười mấy người trong tay giết chóc chi kiếm huy động tuyệt vọng sớm đã tràn ngập bọn họ trong lòng bọn họ đã mất đi phản kháng đường sống trong đầu chỉ có một tia đó là hối hận hối hận vương tiên đứng ở mặt biển trên không năm trăm mễ tả hữu vị trí ánh mắt nhìn quét chung quanh nhàn nhạt nhìn đại nhân cảm ơn ngài ngài lại đã cứu ta một mạng ta nhậm tinh thần không có gì báo đáp, ngày sau chắc chắn vượt lửa quá sông. Lúc này, nhậm tinh thần bay qua tới, đầy mặt cung kính mà quỳ gối trong hư không, hướng tới vương tiên dập đầu cảm tạ. Không cần. Vương tiên nhàn nhạt lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sắp kết thúc chiến trường. Nhậm tinh thần ánh mắt đồng dạng nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia chua xót. Hắn biết, vương đại nhân căn bản không cần hắn nguyên nhân, bởi vì hắn mang đến này 200 danh cường giả, tùy tiện lôi ra tới một cái liền có thể đem chính mình chém giết. Chính mình đối vương đại nhân, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Cũng là vì như thế, nhậm tinh thần càng thêm cảm kích, từ ở nhân yêu mộ địa nội cứu chính mình, đến bây giờ thậm chí vì hắn ra tay tiêu diệt một cái khủng bố thế lực. Hắn không có gì báo đáp, chỉ có thể đủ âm thầm thề, ngày sau lấy mệnh tương báo. Bẩm báo Long Vương, kình thiên kiếm phái sở hữu cường giả cùng đệ tử toàn bộ chém giết. Đương cuối cùng hét thảm một tiếng vang lên, ngao kiếm bay đến vương tiên trước người, cung kính mà hội báo nói. Ân. Vương tiên gật gật đầu, Ánh mắt nhìn về phía Nguy Nga Hùng Vĩ Kình Thiên Kiếm Phong. "Đem Kình Thiên Kiếm phái coi như chúng ta đặt chân mà đi." Vương Tiên nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua trước người chỉnh tề trạm thành một loạt hoàng kim cá kiếm, tuyên bố nói, "Đem Kình Thiên Kiếm phái sửa vì vô tình kiếm đạo tông, ngao kiếm, ngươi vì tông chủ." "Nhậm Tinh Thần, ngươi cũng trước gia nhập, kế tiếp tìm kiếm Lăng kiếm nghi sự tình, còn muốn ngươi tới xử lý một chút." Vương Tiên nói, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Tinh Thần. "Là, đại nhân." Nhậm Tinh Thần không có do dự, lập tức gật gật đầu hắn tuy rằng đã gia nhập thiên kiếm tông nhưng hiện giờ thiên kiếm tông tông chủ vì tìm kiếm nữ nhi sớm đã đi tới cuồng cuồng khu vực hiển nhiên vương đại nhân dẫn dắt nhiều người như vậy đã đến cũng là vì tìm kiếm lăng kiếm nhi là long vương ngao kiếm cũng thật mạnh gật gật đầu đứng lên kình thiên kiếm phái đã diệt hôm nay ta vô tình kiếm đạo tông thành lập ba ngày sau mở tiệc chiêu đãi phạm vi ngàn km sở hữu thế lực vương tiên huyền phù ở trên bầu trời thanh âm vang vọng phạm vi mấy trăm km tấu chương xong Chương 1479, Thịnh Yến. T, Vô Tình Kiếm Đạo Tông, bọn họ thế nhưng thành lập Vô Tình Kiếm Đạo Tông. Lấy này nhóm người thực lực, thành lập lúc sau nhảy vì nhị lưu đứng đầu thế lực. Các ngươi xem, ở vừa rồi thời điểm chiến đấu, kia 200 danh kiếm khách không có một cái tử vong, bọn họ vẫn luôn là mặt vô biểu tình, lãnh khốc, lạnh nhạt, Vô Tình Kiếm Đạo Tông, không thẹn tên này. Mở tiệc chiêu đãi phạm vi ngàn km nội sở hữu thế lực. Bọn họ là muốn làm cái gì? Muốn tuyên bố bọn họ tồn tại? làm người thần phục. Vẫn là tuyển nhận đệ tử, cũng hoặc là làm thế lực khác cho bọn hắn thượng cống. Đương vương tiên thanh âm vang lên thời điểm, chung quanh sở hữu gia tộc thế lực đảo hút một ngụm khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ nghị luận. Nhưng mà, ở phạm vi mấy trăm km một ít thành trì, nghe được vương tiên thanh âm, một đám trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Kình thiên kiếm phái bị diệt. Sừng sững với nơi này mấy ngàn năm thế lực thế nhưng bị diệt hơn nữa cái này vô tình kiếm đạo tông thế nhưng mở tiệc chiêu đãi phạm vi ngàn km sở hữu thế lực, bọn họ là muốn làm cái gì? Một đám thành trì nội gia tộc thế gia cùng với một ít tông môn vương triều, trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Bất quá một cái liền kình thiên kiếm phái đều có thể đủ tiêu diệt thế lực, bọn họ mời phạm vi ngàn km thế lực, ai dám không tới. Sở hữu thế lực, bao gồm những cái đó vương triều, đều phải phái người chạy tới. Đi, chúng ta qua đi. Vương tiên ánh mắt nhìn về phía kình thiên kiếm phái nhập khẩu, thân hình vừa động, hướng tới bên trong bay đi bất quá đương hắn bay đến một nửa thời điểm ánh mắt quét quét bên phải mấy cái thế lực do dự một chút tiếp tục hướng tới bên trong bay đi hô hô không có động thủ may mắn vị đại nhân này buông tha chúng ta may mắn may mắn vừa rồi vị kia đại nhân nhìn qua thời điểm ta cho rằng chúng ta muốn chết đi ô ô thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết may mắn vị kia đại nhân đại lượng đương vương tiên cùng một chúng hoàng kim cá kiếm tiến vào bên trong lúc sau lê gia kia mấy cái gia tộc tộc nhân có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa rồi, bọn họ bốn cái thế lực tộc trưởng chính là ra tay công kích nhậm tinh thần. Nếu như vị kia đại nhân thật sự cùng bọn họ so đo, bọn họ nhất định phải chết. Xem ra, vô tình kiếm đạo tông vị kia đại nhân cũng không phải như vậy tàn nhẫn độc ác, bất quá hắn thoạt nhìn hảo tuổi trẻ, là dùng cái gì đang dược sao? Chung quanh một ít gia tộc thế gia cường giả nhỏ giọng nói. Ba ngày sau chúng ta lại đây đi, cảm giác hẳn là không phải là cái gì không tốt sự tình một chúng gia tộc thế gia người thật sâu mà nhìn thoáng qua ngọn núi hiện giờ đỉnh núi này đã sửa tên gọi là vô tình kiếm đạo phong ngao yêu ngươi mang thủ hạ đem cả tòa ngọn núi lục soát một chút đem sở hữu bảo vật lấy lại đây Nhậm tinh thần ngươi tới chuẩn bị một chút ba ngày sau yến hội sự tình vương tiên hướng tới bọn họ mệnh lệnh nói là long vương trong hư không ngao yêu dẫn dắt một chúng thủ hạ đi trước ngọn núi nội sư tầm bảo vật cả tòa ngọn núi thật lớn vô cùng ngọn núi chi cảnh có ba nghìn mễ tả hữu quan trọng nhất chính là độ cao. Từ mặt biển thượng xem, chỉ có 2.000 mễ cao, nhưng trên thực tế có hơn 2 vạn mễ cao. Đáy biển, đồng dạng cũng là đỉnh núi này. Đáy biển vị trí, lấy trận pháp ngăn cách một mảnh lĩnh vực, phía dưới điểm suyết đá quý, làm cả đáy biển như mộng như ảo, mỹ lệ đến cực điểm. Dù sao cũng là một cái có được hai gã động hư thất giai cường giả, sừng sững 4.000 nhiều năm cường đại thế lực. Cũng không phải là đã từng huyết lưu hoàng triều có thể so. Toàn bộ ngọn núi, nhất đồ sổ đó là đáy biển vị trí. Long Vương, chúng ta thành lập vô tình kiếm đạo tông, muốn hay không tuyển nhận đệ tử? Nhậm tinh thần do dự một chút, hướng tới Vương Tiên hỏi. Tuyển nhận, dựa theo bình thường tông môn phát triển, ba ngày sau yến hội, nói cho phụ cận sở hữu thế lực. Mặt khác, chủ yếu vẫn là xúc động chung quanh sở hữu thế lực, tìm kiếm lăng kiếm nhi. Vương Tiên ánh mắt lập lòe nói. Ở quyết định tiêu diệt kình thiên kiếm phái thời điểm, Vương Tiên liền chuẩn bị đem nơi này làm Long Phượng Hoàng triều ngày sau tiến quân cùng cuộn khu vực một cái cứ điểm. Mặt khác, thành lập một cái cường đại thế lực, có thể lệnh phạm vi ngàn km nội thế lực hỗ trợ tìm kiếm lăng kiếm nhi. Một công đôi việc. Là đại nhân, ta đây liền đi chuẩn bị. Nhậm tinh thần gật gật đầu, lập tức rời đi. Ba ngày sau mở tiệc chiêu đãi phạm vi ngàn km thế lực, hắn phải hảo hảo mà chuẩn bị một chút. Vương tiên ánh mắt quét quét chung quanh, từ ngọn núi đến mặt biển vị trí. Theo sát, hắn hướng tới phía dưới đáy biển vị trí bay đi. Trận pháp ngăn cách dưới không có nước biển, hải phía dưới hoàn toàn là có khắc động thiên hơn nữa ở nhất phía dưới vị trí còn có một cái đáy biển linh tuyền này cũng không phải là long cung lúc trước phát hiện loại nhỏ linh tuyền mà là đại hình một cái đại hình linh tuyền bị trận pháp hoàn toàn khóa trụ tại hạ phương vị trí chế tạo một đám tu luyện thánh địa ở linh khí nhất dày đặc địa phương tu luyện tốc độ là ngoại giới hơn 20 lần cũng là hiếm có tu luyện bảo địa phương tiên đi vào kình thiên kiếm phái tàn thư cát tò mò nhất nhất xem xét lên bên trong cái dạng gì thư tịch đều có quan kháng này đó thư tịch có thể làm hắn đối cùng cuộn khu vực tiến hành càng sâu hiểu biết. Mà ở hai ngày sau, toàn bộ cùng cuộn khu vực tới gần Bắc Lưu Hải địa phương, 50 nhiều thành trì, năm cái tam lưu thế lực. Như thế dày đặc cường đại thế lực, ở Lưu Hải khu vực là không tồn tại. Đương sở hữu thế lực đều biết được vô tình kiếm đạo tông tiêu diệt kình thiên kiếm phái, muốn ở ba ngày sau cử hành yến hội thời điểm, khắp khu vực náo nhiệt lên. Một đám thế lực sôi nổi nghị luận. Mà ngày đó ở Bắc Lưu trong nước tận mắt nhìn thấy đến vô tình kiếm đạo tông tiêu diệt kình thiên kiếm phái gia tộc đệ tử, đầy mặt hưng phấn mà hướng tới chung quanh giới thiệu. Đối với phụ cận mạnh nhất thế lực tẩy bài, còn lại thế lực chỉ có thể đủ yên lặng nhìn, vân theo. Ai làm cho bọn họ thực lực tương đối nhược? Ở ngày thứ ba thời điểm, một đám thế lực hướng tới vô tình kiếm đạo tông địa phương chạy đến. Năm cái tam lưu thực lực, còn lại lớn lớn bé bé gia tộc, tông môn, vương triều tổng cộng 30 cái. Bất đồng với lưu hải khu vực, cùng cùng khu vực nhân loại tập trung tương đối dày đặc, đây cũng là vì càng tốt đối kháng hung thú. Chân chính giả ngoại khu vực diện tích cũng rất lớn, có khả năng phạm vi mấy ngàn km không có một thành trì tồn tại chỉ có hung thú lao nhanh tùy ý nghe nói vô tình kiếm đạo tông người mạnh nhất là một người thanh niên xác định là thanh niên mà không phải một cái dùng đặc thù đang dược lão giả ai biết được chỉ là nghe nói bọn họ là từ lưu hải khu vực tới ta có chút không tin lưu hải khu vực kia tiểu địa phương như thế nào sẽ có như vậy cường đại thế lực không biết bọn họ mở tiệc chiêu đãi chúng ta tới là muốn làm cái gì hy vọng không phải cái gì chuyện xấu đi buổi chiều thời điểm ở vô tình kiếm đạo tông ngọn núi phía trước vị trí, tụ tập lớn lớn bé bé hơn 30 cái thế lực. Động hư cường giả có ước chừng 4-500 cái, động hư lục giai cường giả, cũng có 5 cái. Ở bọn họ thuyền cùng tàu bay thượng, mang theo một trương trương lễ vật. Vô tình kiếm đạo tông tuy rằng không có nói mang lễ vật, nhưng bọn hắn không có khả năng không lấy ra một ít lễ vật, hy vọng giao hảo cái này mới phát cường đại tông môn. Đi theo tiến đến thanh niên, một đám tò mò đánh giá phía trước. Kình thiên kiếm phái bài mặt đã xóa, chỉ có vô tình kiếm đạo tông năm cái chữ to tản ra lạnh lẽo hơi thở. Tấu chương xong. Chương 1480, đi trước gì tộc thường. Vô tình kiếm đạo tông, nghe nói bên trong chỉ có 200 dư danh cường giả, thực lực thấp nhất động hư tam giai, kiếm pháp khủng bố vô cùng, cùng cấp bậc liền kình thiên kiếm phái cường giả đều có thể đủ dễ dàng chém giết. Như thế thần bí một cái thế lực đột nhiên quật khởi, không biết chuyện này đối chúng ta là tốt là xấu. Ở vào vô tình kiếm đạo tông phía trước vị trí, năm cái thế lực cường giả đứng ở trung ương nhất vị trí. Hai cái vương triều, một cái gia tộc, hai cái tông môn, ở bọn họ phía sau, đi theo giả hai mươi mấy danh động hư cường giả. Trung quanh là một đám loại nhỏ gia tộc cùng thế lực, mỗi một cái gia tộc đều có mười tên tả hữu động hư cường giả. Tổng cộng hơn một ngàn người tả hữu, nhỏ giọng nghị luận. KKK Đúng lúc này, vô tình kiếm đạo tông tông môn mở ra, nhậm tinh thần ánh mắt đảo qua sở hữu thế lực. Chư vị, mời vào đi. Nhậm tinh thần nhàn nhạt nói, là một cái mời thủ thế thanh niên này có được động hư tam giai sức chiến đấu, nghe nói trước kia là cổ pháp thành nhậm tộc thiếu gia, nhậm tộc bị diệt, hắn lần này tiến đến báo thù, kình thiên kiếm phái diệt vong, cũng là cùng vị này thanh niên có quan hệ. Hiện giờ này nhậm tinh thần thiên tư cùng thực lực, cho dù là đặt ở chúng ta cùng cuộn khu vực nội, cũng là nhất đỉnh cấp tồn tại, những cái đó siêu cấp thế lực đại thiếu gia cũng so ra kém. Nhìn đến nhậm tinh thần, năm cái tam lưu thế lực nội, một ít người nhỏ giọng nói. Một chúng thế lực thủ lĩnh yên lặng gật gật đầu, có chút kinh ngạc cảm thán nhìn về phía nhậm tinh thần vị này chính là nhậm tinh thần tiểu huynh đệ đi ta là thiên binh hoàng triều quân chủ thật không nghĩ tới nhậm tinh thần tiểu huynh đệ là từ cổ pháp thành đi ra thiên kiêu một chúng thế lực hướng tới bên trong đi đến một người thân xuyên long bào không giận tự uy lão giả đầy mặt tươi cười hướng tới nhậm tinh thần chào hỏi nói thiên binh quân chủ kính đã lâu nhậm tinh thần chắp tay thiên binh quân chủ hắn tự nhiên sẽ hiểu cổ pháp thành liền thuộc về thiên binh hoàng triều lại nói tiếp trước kia nhậm tộc là bọn họ con dân không cần không cần hơn hai năm trước sự tình thật là tiếc nuối nhậm tinh thần tiểu huynh đệ dùng không dùng ở cổ pháp bên trong thành cấp quá cố người nhóm lập một cái bia tế điện một chút thiên binh quân chủ cười nói nhậm tinh thần nghe được thiên binh quân chủ nói có chút ý động ha ha tiểu huynh đệ chuyện này liền giao cho chúng ta đến lúc đó ta phái người kêu ngươi một tiếng thiên binh quân chủ đầy mặt tươi cười nói hiển nhiên là muốn giao hảo nhậm tinh thần đa tạ thiên binh quân chủ Nhậm tinh thần cảm tạ gật gật đầu. Ha ha, không cần không cần. Thiên binh quân chủ đầy mặt cười to phất phất tay, tâm tình rất tốt. Chung quanh một chúng thế lực hơi hơi có chút hâm mộ nhìn nhìn thiên binh hoàng triều. Hiển nhiên, lúc này, có thể giao hảo vô tình kiếm đạo tông người, đối bọn họ có rất lớn chỗ tốt. Nhậm tinh thần tiểu huynh đệ thật sự là thiên tư kinh diễn. Mặt khác mấy cái thế lực tông chủ, quốc vương, tộc trưởng một ít, cũng đầy mặt cười phàn quan hệ. Nhậm tinh thần hướng tới bọn họ cười cười. Những người này, đã từng đều là hắn, thậm chí bọn họ nhậm tộc yêu cầu nhìn lên tồn tại, hiện giờ một đám nhiệt tình triều chính mình chào hỏi. Tới rồi. Đi rồi hơn 10 phút, đi vào yến hội trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, chỉ có vương tiên, ngao kiếm cùng với hai gã long cung văn thần. Chư vị, hoan nghênh đã đến. Vương tiên nhìn đến một đám thế lực đã đến, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, nhàn nhạt hướng tới bọn họ nói. Không dám không dám, bái kiến đại nhân. Đại nhân có thể mời chúng ta, là chúng ta vinh hạnh chúng ta mang đến một ít nho nhỏ lễ vật hy vọng đại nhân có thể vui lòng nhận cho một chúng thế lực vội vàng hướng tới vương tiên bái nói đem mang đến lễ vật đặt ở một bên vị trí đại gia không cần khách khí như vậy tùy ý ngồi xuống đi hôm nay đem chư vị kêu lên tới còn có chuyện làm chư vị hỗ trợ vương tiên hướng tới bọn họ khách khí nói không dám không dám đại nhân có chuyện gì có thể trực tiếp cho chúng ta nói chúng ta có thể làm được nhất định làm được một chúng thế lực cường giả nhìn đến vương tiên như thế khách khí Cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Chư vị trước ngồi xuống đi." Vương Tiên ý bảo một chút. Sở hữu thế lực lập tức ngồi xuống, bọn họ nhìn nhìn trên bàn phong phú bữa tối, hơi hơi có chút nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái. "Ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Vương Tiên, từ Lưu Hải khu vực đường xa mà đến, mới đến, kính các vị một ly." Vương Tiên cầm lấy trên bàn chén rượu, hướng tới mọi người nói: "Không dám không dám, Vương đại nhân ngài quá khách khí." Một chúng thế lực thủ lĩnh cùng cường giả kinh ngạc vội vàng đứng lên, kinh sợ nói: "Này bọn họ chính là biết, trước mắt cái này thoạt nhìn phi thường thanh niên cường giả, là một người động hư thất giai khủng bố tồn tại. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế khách khí động hư thất giai cường giả, quả thực không phù hợp lẽ thường. Nhưng mà, lại làm bọn hắn kinh ngạc chính là, vô tình kiếm đạo tông thế nhưng thật sự đến từ chính lưu hải khu vực, cái kia tiểu địa phương. Chư vị đều là phụ cận phạm vi ngàn km nội cường đại thế lực, ta muốn chư vị giúp ta tìm kiếm một người." vương tiên kính một ly trong tay vung lên một cái bức họa hướng tới mỗi một cái thế lực vị trí bay đi thỉnh các vị giúp ta tìm kiếm một người trên bức họa người nếu như tìm được ta tất có hậu báo nghĩ đến lăng kiếm nhi hắn không tiến động thở dài một hơi lại lần nữa nói ân tìm người chung quanh sở hữu thế lực hơi hơi sửng sốt tụ tập bọn họ này đó thế lực thế nhưng là vì tìm một người hơn nữa vẫn là một vị mỹ nữ này vị này động hư thất giai đại nhân vương đại nhân Mạo muội hỏi một chút, chúng ta gặp được lúc sau là thông tri ngài, vẫn là trực tiếp. Thiên binh hoàng triều quân chủ lời nói không nói gì, nhưng ý tứ thực rõ ràng, thông tri, cũng hoặc là trực tiếp trảo lại đây. Cho ta biết, cũng thỉnh các vị có thể ở từng người lĩnh vực, kỹ càng tỉ mỉ ra tìm một chút. Vương tiên hướng tới bọn họ nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta trở về lúc sau, lập tức vận dụng sở hữu lực lượng, chỉ cần vị cô nương này ở chúng ta lĩnh vực, tuyệt đối cấp đại nhân tìm ra. Một chúng thế lực thủ lĩnh vội vàng cung kính nói. Ân, ừ đa tạ chư vị, kế tiếp khiến cho vô tình kiếm đạo tông ngày sau tông chủ ngao kiếm cùng nhậm tinh thần bọn họ chiêu đãi các ngươi đi, ta trước cáo từ." Vương Tiên cảm tạ một tiếng, hướng tới mọi người ý bảo một chút, xoay người đi vào đỉnh núi vị trí. "Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ." Một đám người vội vàng nói, nhìn đến Vương Tiên thân ảnh biến mất, thần sắc có chút ý động. Như thế khách sáo dễ nói chuyện động hư thất giai cường giả, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa vừa rồi đơn giản nói chuyện với nhau, bọn họ cảm giác vị này cường giả giống như phi thường tuổi trẻ. Chư vị, tại hạ vô tình kiếm đạo tông tông chủ Ngao Kiếm, tìm kiếm người sự tình phiền toái đại gia. Ngao Kiếm nhìn đến Vương Tiên rời đi, đứng lên hướng tới sở hữu thế lực nói. Ngao tông chủ khách khí, Vương đại nhân thật đúng là khách khí, điểm này việc nhỏ, trực tiếp cho chúng ta biết một tiếng là được. Một chúng thế lực đầy mặt cung kính hướng tới Ngao Kiếm nói. Bọn họ ở nhìn đến là loại tình huống này, trong lòng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thiện nói chuyện với nhau lên hy vọng có thể tìm được nếu tìm không thấy nói chỉ có thể đủ đi tìm gì nguyên hỗ trợ vương tiên đứng thẳng ở đỉnh núi phía trên phủ lãm này phiến xa là hải vực tấu chương xong